Hi, cháu xin chào tất cả các bác, cô chú, anh chị. Hôm nay là ngày 13 tháng 7 âm lịch và ngày mai là ngày 14, 15. Là hai cái ngày đấy là ngày rằm, nên là hôm nay thì gia đình cháu sẽ chuẩn bị cho ngày rằm. Thì cháu cũng muốn quay một ít video để lên chia sẻ cho tất cả các bác cùng xem rằm ở trên vùng cao thì nó sẽ như thế nào. Thì cháu xin mời tất cả các bác cùng tiếp tục đón xem video của cháu ạ. Đấy, hôm nay ngày rằm là mấy bé được bố mẹ chở đi mua quần áo đẹp để ngày mai ăn rằm. Thích chưa? Cháu xuống dưới này tìm đồ để gói bánh chưng. Con Sơn, xin chào nha. Chào Văn Tiến nha. Hello. Ngày mai rằm rồi, hôm nay có vui không? Quay lại nếu mà sau này bé lớn mà không biết lúc nhỏ như nào thì bé sẽ vào lại video của cháu để xem. Đấy, đây là Văn Tiến lúc nhỏ này. Sao đây, sao đây? Cháu định xuống đây để tìm cái rơm này để về gói cái bánh chưng đen cơ. Nhưng mà hình như cái này chỗ này ít quá, không đủ thì phải. Chắc là không biết có nữa không. Không có thì cháu cũng đi về thôi. Hôm nay thì tìm được hai cái thảo quả này. Giờ mang về làm hương vị cho cái bánh. Wow, đây cho mọi người xem phong cảnh xung quanh ở chỗ cháu này. Vào cái mùa này thì mọi nơi đều được phủ màu xanh bởi những cây ngô. Trên chỗ cháu thì trồng cây ngô rất là nhiều luôn. Giờ thì tìm được hai quả thảo quả rồi, bây giờ thì sẽ đi về. Thưa các bác, hôm nay thì cũng rất là vui khi mà cháu nhận được một thùng quà của cô anh Lưu gửi từ bên Mỹ về cho chúng cháu. Thì đây bên trong thì cũng gồm những cái bánh kẹo thôi. Đấy, quà rằm của cô anh Lưu gửi tới chúng cháu và cho cả chị cô nữa. Thì bây giờ cháu sẽ mở xem bên trong có những cái bánh kẹo gì ngon không. Đấy, cô anh Lưu thì cũng rất là thương chúng cháu nên là cô mới gửi quà. Cháu sẽ mở xem. Này được đóng gói rất là cẩn thận luôn. Tèo. Tèo Tôn Châu. Đấy, đây là người ta đóng gói rất là kỹ. Kéo này của cháu nó còn không sắc nên là hiệu quả cũng khó khăn. Đúng là đây là phải đắp ra hết nó mới mở được. Bánh khoai tây à, hay là cái gì nhỉ? Nhìn rất là lạ mắt luôn. Còn những thứ kẹo. Đấy.
Wow, đây là những cái bánh kẹo ở bên bên Mỹ này. Cô gửi về cho chúng cháu. Cô đã bút nhé. Wow. Đây cũng là bánh gì đây? Đây là đậu phộng hay cái gì ấy? Có rất là nhiều bánh kẹo luôn. Và rất là vui khi mà gửi từ một nơi rất là xa xôi ở bên Mỹ mà về đây thì đồ vẫn còn nguyên vẹn. Thì đây là một cái điều cháu cũng cảm thấy khá là mừng. À đây này, cái này là cho chị Coco này. Để ngày mai thì cháu cũng lên lên trên chỗ chị rồi thì cháu sẽ mang lên cho chị luôn. Đấy, chủ yếu là cũng có những cái bánh kẹo thôi. Đây là bánh kẹo này. Wow, một túi to luôn. Cháu chỉ mở sơ sơ như vậy thôi. Rồi. Bây giờ thì cháu mở vậy thôi vẫn để lát nữa mấy bé về thì cháu sẽ lấy. Ui. Tự nhiên ngứa tay muốn cắt cái này đi chứ, cái này đây. Để lát nếu mà mấy bé cho cháu kia về đến đây thì cháu sẽ lấy một ít bánh kẹo chia cho mấy bé nữa. Tiện đây thì cháu cũng xin gửi lời cảm ơn đến cô anh Lưu rất nhiều khi mà cô đã có những cái tấm lòng và gửi những phần quà rất là có ý nghĩa cho chúng cháu, bởi vì ngày mai là ngày rằm, coi như là quà rằm đi gửi đến chúng cháu và cho chị cô nữa. Thì đây là có rất là nhiều quà luôn, thì lát nữa cháu sẽ xem cái gì của ai thì cháu sẽ lấy ra, và ngày mai khi mà cháu lên trên chỗ chị thì cháu sẽ đưa cho chị. Đây là có cả quà của bé Ly nữa này, có rất là nhiều luôn. Cô anh Lưu cũng rất là cẩn thận khi mà gói thành từng túi của ai là cô ghi rõ họ tên luôn, nên là cháu cũng rất là dễ dàng khi mà đưa những phần quà này đến từng người. Thì cháu cũng một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến cô anh Lưu rất là nhiều ạ. Thưa các bác, đây là cây tre. Mình sẽ xé cái này nhỏ ra để lát nữa buộc bánh chưng. Hôm nay để chuẩn bị cho ngày rằm thì gia đình chúng cháu sẽ gói bánh chưng hôm nay, trong ngày hôm nay. Ui. Đấy, xé thành từng cái sợi nhỏ nhỏ như thế này. Những cái dây này là được làm từ đuốc của cây tre, được gọt nhỏ từ cái cây tre, thì khi mình gọt nhỏ ra thì nó sẽ nhỏ ra thành cái dây để lát nữa mình buộc. Ui. Sao khó thế nhỉ? Đấy, từng cái sợi như thế này này, xong là cứ buộc vào là ok. Đây là rơm khi mà đã đốt thành tro, một lát nữa sẽ luộc cái gạo nếp ấy, thì mình sẽ làm bánh chưng đen. Ở trên chỗ cháu là hai làm bánh chưng đen thôi. Đây là lá dong này, lá này dùng để gói bánh. Có cả dây nữa, dây này là vừa nãy mình gọt kia ấy. Gọt tre thành những cái sợi dây như này, lát nữa sẽ buộc vào. Đây là chỗ gạo mà vừa nãy lấy cái bột bột kia nhuộm về này. Đây là lá dong. Cháu đang gói bánh này. Đây một chiếc bánh đã được gói xong này. Lát nữa là phải ngâm xong thì ngâm cho gạo nó nở ra thì mới mang đi luộc, đi nấu. Ui, mồ hôi, thời gian to mấy. Trời ơi.
cứ buộc như vậy thôi. Chú cháu thì gói mấy cái bánh trưng nó kiểu dài dài như này, chứ nó không có, không phải là mấy cái bánh hình vuông kia. Nếu mà hình gói bánh kiểu hình vuông thì nó phải có cái khuôn để mình gói mới được. Khi mà gói bánh thì sẽ để lá ngửa lên như thế này. Đây là cái phần mặt, mặt sau của chiếc lá. Gạo thì cũng lấy tầm nửa bát thôi. Xong là sẽ để thêm miếng thịt lợn vào. Đây là cái thịt mỡ. Để 2 miếng. Để vào xong là cứ thế mà gói thôi. À phải lấy thêm gạo nữa. Rồi, ok. Như thế là cứ gói xong lấy dây buộc vào là xong. Cái gói thì phải rất là cẩn thận để làm sao cho chiếc bánh khi mà mình gói vào thì gạo nó không bị rơi ra. Gói là mình phải buộc từng cái dây một cho đến khi mà gói xong thì nó sẽ được một chiếc bánh như thế này. Wow, bánh này có vẻ không được dài lắm. Chiếc bánh này đã sắp được gói xong rồi. Wow. Cũng không gọi là khó lắm đâu. Bình thường. Rồi, đã xong. Được một chiếc bánh như thế này. Đây là chỗ bánh chưng mà hồi nãy mẹ của cháu và mọi người đã gói xong. Đấy, cũng không nhiều lắm đâu. Một lát nữa thì chắc tầm đêm nay thì gia đình cháu sẽ mang đi luộc. À, mang đi nấu. Đấy, nấu khi nào chín thì để ngày mai sẽ ăn. Ngày mai là ngày 14 tháng 7 âm lịch, là ngày rằm rồi. Hôm nay là gia đình cháu đang luộc bánh chưng này. Ui, nóng quá không mở ra xem được. Chắc là video này thì cháu cũng chia sẻ một ít tại đây thôi. Bởi vì hôm nay thì cháu cũng bận nên là không ở nhà quay về cái ngày rằm để chia sẻ đến tất cả các bác được. Nên là cháu cũng chỉ chia sẻ một ít. Nói chung là đến ngày rằm thì mình... không cần đi làm, không phải đi làm rồi, mình sẽ ở nhà rồi gói bánh chưng rồi, có gì thì mọi người tụ họp lại để chơi rồi, có chuyện gì thì chia sẻ với nhau, mọi chuyện buồn vui như vậy thôi. Thì cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ạ.